À, cái này thì chị nói là riêng cái này thì em sẽ phải cài gì phần mềm HTKK nhá. Chị sẽ dạy trên cái tờ khai này. Cái tờ khai này là cái tờ khai 05 nhá. Còn cái mà chị vừa mới lập cho em ở trong trong cái tờ khai thuế của mình ý, cũng của Dạ. Yên là phụ lục 01-5. Còn cái kia là tờ khai phía ở ngoài ấy mà Dạ. nó ở trong phần mềm visa không có đâu, mà chị thể hiện đó là một tờ khai độc lập. Ở tức là mình sẽ nộp tờ khai đi cho cái tỉnh mình có cái công trình ấy, hiểu không? À, và mình nộp thuế ở cái tỉnh công trình, rồi về mình mới lập cái tờ khai phụ lục 01-5 ở phía trong đấy đấy, hiểu chưa? Đấy đấy là cái tờ khai mà em chưa có ở trong phần này mà chị hướng dẫn cho. Bây giờ chị dạy em này nhá, em ghi này, cái này cực hay luôn, để mà tính giá thành của các công trình nó có đúng hay sai thì trước hết là vào kiểm tra nhá, kiểm tra cái khoản của em ấy, em đang làm theo thông tư 200 à. Bây giờ tìm kiếm, em ghi đi vào phần tìm kiếm này nhá. Cập nhật này, cập nhật nhá, thêm tài khoản nợ nhá, 154 được chưa. Cập nhật này, tìm này, đúng rồi, ok. Bây giờ này, à, cái vào phần giá thành đây này, thấy chưa? Nếu như mà em dùng thông tư 200 thì không có liên quan đến vấn đề tìm kiếm nữa, em hiểu không? Tại vì cái thông tư 133 ấy là nó sẽ có một số điểm điểm vấn đề là tất cả đều đi vào 154 rồi. Đồng ý không? Là chị sẽ tạo cho em một cái cơ sở dữ liệu mới ấy, theo thông tư 133, và chị cho chị cho cái điểm khác biệt ở đấy là em sẽ hiểu nhá. Thế thì đối với thông tư 2133 thì 200 tỷ ta vào vấn đề luôn. Nào, bước 1 tính lại giá xuất kho. Thì mục đích của việc tính lại giá xuất kho là để làm gì em biết không? Là để cho khi mà em định khoản nợ 621 có 152 hay nợ 154 có 152 theo thông tư 133, 621 có 152 theo thông tư 200, thì hôm đấy chị mới nói với em là mới chỉ thể hiện được về mặt số lượng thôi, đúng không? À, trong khi đó về mặt giá trị ấy có thể hiện không? Không thể hiện được về mặt giá trị, cho nên là ở cái đoạn này khi mình tính lại giá xuất kho là mục đích là nó sẽ thể hiện, nó cập nhật cái giá giá vốn bình quân đi, hiểu không? Của phần xuất kho vật tư cho các công trình thôi nhá, nó chỉ đơn giản là chỉ có thế thôi. Và ở đây cái bước này bao giờ phần mềm cũng hỏi là bạn cũng muốn sao lưu dữ liệu kế toán trước khi tính giá xuất kho hay không? Mình không cần nhá, để cho nó chạy nhanh, chứ mình vừa sao lưu vừa tính giá xuất kho sẽ rất là lâu, mất thời gian, hiểu chưa? Thế năm 2018 em đã 19 này em đã hạch toán tí nào chưa của bên chứng từ của em ấy? Dạ, hình như em chưa coi nhưng mà giờ chắc là có rồi chị, tại vì tháng anh quý nào chị cái tên của em cũng làm. Nhưng mà học thế này đã hiểu ra nhiều đúng không? Dạ Hay chứ đúng không? mình nhiều đấy chứ. Nói chung học như vậy nó bổ ích hơn, chứ còn học mà chung chung là nhiều khi những cái nó, tại vì cái này em thấy xây dựng nó rắc rối nhiều cái lắm, mình không thể nào mò ra được. Ừ, với Phải lại có người đúng, tại có người hướng dẫn thì mới ra đúng được. rồi, với lại thực ra đôi khi mình hỏi thẳng kế toán của mình thì hơi ngại đúng không? Dạ Thì đúng mình học rồi. mấy cái này thì mình cũng biết được nhiều, với lại mình xem lại sổ sách cái thì có gì thắc mắc thì mình còn hỏi, nếu không mà mình không biết gì cũng được. Mặc dù là em không làm quản lý thì em vẫn phải hiểu, nhưng mà chị hy vọng là em học xong thì em nên làm, không thì phí tiền học đi. Quen đấy, Thôi học cũng quên thiệt quen mà đấy. Nhưng mà chị thấy em là một trong những học viên là chịu khó chăm chỉ, mà chị cũng thích dạy những người đấy. Thực ra mà nói nhiều khi dạy và học liên tục thì mình cũng cảm hứng và mình có hứng để dạy ấy. Rồi, bước thứ nhất nha, sau đó này, sau khi tính lại kho xong thì mình sẽ vào cái biểu tượng giá thành ở dưới đáy màn hình, em ghi đây, chỉ tay vào đây. Rồi, thế thì ở trong phân hệ giá thành này này nha, nó có dạng đơn hệ số công trình đơn hàng nha. Đối với công ty của em thì ta không cần quan tâm đến mục nào hết, chỉ quan tâm chị đến phần công trình đúng không? Khác nào, đây vào biểu tượng gần quyển sách này, này rồi, nếu mà nó đang ở bên hệ số tỷ lệ và gần đơn thì đây, hai cái này là dành cho công ty sản xuất, còn của em là đang là công ty xây dựng thì em chọn cho chị là công trình, được chưa? Thì em chọn là xác, bấm vào cái chỗ xác định kỳ tính giá thành, ghi bấm vào xác định kỳ tính giá thành rồi bấm thêm.
ví dụ như chị đang dạy cho em ở đây là một quý thì chị sẽ tính giá thành của một quý, em hiểu không? Yeah. Quý 1 hay không? Yeah. À, quý 1. Bấm vào cho chị là lấy dữ liệu. Đây. Thấy chưa? Bấm vào lấy dữ liệu. Rồi, cắt ở đây. Nhá. Và cắt đây. Yeah. Thế thì cái kỳ mình vừa mới làm ở đâu rồi? Tại vì ở đây là thời điểm mùng 1 tháng 1 cho đến mùng 1 tháng 1 nhá. Thì nó không lên, yeah, nhưng mà em muốn chọn cho thoáng ra, em chọn năm nay cái này. À, cái kỳ giá thành của mình ấy. Vừa làm ấy, nó xuất hiện ở đây này, yeah, em thấy chưa? Nó thể hiện lại, yeah, thứ nhất là các nội dung dở dang đầu kỳ này phát sinh trong kỳ và lũy kế chi phí phát sinh. Em hiểu không? Yeah. Bây giờ chị sẽ xóa đi để cho em tự làm lại nào. Nào.